Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý, báo động Hà Nội, hàng loạt ca tái nhiễm COVID-19 2-3 lần. Có nên coi tái nhiễm là một phần của cuộc sống hay không? Mì ăn liền xuất khẩu của Việt Nam lại bị hàng loạt quốc gia cảnh báo vì chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng. Người tiêu dùng đặt câu hỏi, các sản phẩm này ở Việt Nam được giám sát thế nào? Người dân Hà Nội đổ xô đi tiêm vaccine khi COVID-19 nóng trở lại. Đồng Nai, dư luận xôn xao khi hai phó giám đốc sở là vợ chồng cùng làm đơn xin nghỉ việc. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ, không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi. Sau đây là nội dung đầu tiên. Mì ăn liền xuất khẩu của Việt Nam lại bị hàng loạt quốc gia cảnh báo vì chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng. Người tiêu dùng đặt câu hỏi, các sản phẩm này ở Việt Nam được giám sát thế nào? Thưa quý vị, mới đây ông Ngô Xuân Nam, Trung tâm Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam cho biết, Đức, Ba Lan, Malta vừa gửi cảnh báo các sản phẩm mì ăn liền, bánh phở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm của EU. Cụ thể, Ba Lan cảnh báo sản phẩm mì ăn liền của công ty Vifong và nước này đã trả lại lô hàng. Đức gửi cảnh báo sản phẩm mì ăn liền của công ty Á Châu chứa chất cấm ethylene oxide vượt ngưỡng quy định của EU. Malta cảnh báo sản phẩm phở hiệu Nguyễn Gia. Quốc gia này xác định mối nguy là sản xuất từ gạo biến đổi gen trái phép nên đã thực hiện biện pháp giám sát và thu hồi sản phẩm. Ông Ngô Xuân Nam cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh thông tin các sản phẩm bị cảnh báo nói trên, rà soát các sản phẩm cùng loại đang lưu hành nội địa ở Việt Nam. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Đồng Nai, dư luận xôn xao khi hai phó giám đốc sở là vợ chồng cùng làm đơn xin nghỉ việc. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, nguồn tin từ một lãnh đạo ban thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đã nhận được tin ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và vợ là bà Trần Thị Ái Liên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng làm đơn xin nghỉ việc. Lý do xin nghỉ việc được nêu vì sức khỏe và việc riêng cá nhân. Theo tìm hiểu của truyền thông, bà Trần Thị Ái Liên và ông Lê Văn Lộc thuộc thế hệ 7X đã công tác nhiều năm tại tỉnh Đồng Nai. Việc hai vợ chồng cùng lúc xin nghỉ việc đang gây xôn xao trong cán bộ công chức đảng viên. Và đáng chú ý, cả hai đơn vị mà vợ chồng bà Liên, ông Lộc công tác từng xảy ra các vụ lùm xùm và nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật đảng, nhiều người điều chuyển công tác. Cụ thể, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Phạm Văn Sáng liên quan trong một vụ án hình sự đã bỏ trốn ra nước ngoài. Ông Nguyễn Thanh Tú, cựu giám đốc Sở Nội vụ cũng vừa bị kỷ luật. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chia sẻ, không để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi. Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc mới đây, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho hay, năm 2021 có 220 tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật. Bà khẳng định, khi tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì phải thay ngay cấp ủy, không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi mãi, làm ảnh hưởng lòng tin của dân với đảng. Ngoài ra, nhiều cán bộ bị kỷ luật trước đó đều được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hiểu là vì sao. Theo trưởng ban tổ chức Trung ương, có một số nơi lại thả nổi, người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Tinh thần phê bình và tự phê bình, công tác đánh giá xếp loại còn rất hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong việc giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý, báo động Hà Nội, hàng loạt ca tái nhiễm COVID-19 2-3 lần. Có nên coi tái nhiễm là một phần của cuộc sống hay không? Thưa quý vị, năm 2020, các ca tái nhiễm nCoV ở Việt Nam được coi là rất hiếm. Vào năm 2021, hiện tượng nhiễm trùng đột phá ở người đã tiêm chủng đã xảy ra. Đến năm 2022, tình trạng này trở nên phổ biến hơn. Các chuyên gia chưa thể ước đoán số lần tái nhiễm ở một người, bởi bất kỳ ai cũng có nguy cơ tiếp xúc lần thứ hai, lần thứ ba với virus và tái nhiễm. Thậm chí đã có chuyên gia xin giấu tên nhận định. Chúng ta nên coi việc tái nhiễm là một phần của cuộc sống bình thường mới. Hy vọng với nhiều lần mắc bệnh, phản ứng kháng thể sẽ liên tục cải thiện. Thực tế, hai tuần gần đây, Bệnh viện Đức Giang, Thanh Nhàn, Viện Nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân vừa khỏi COVID-19 được 2-3 tháng đã tái nhiễm, có người tái nhiễm tới lần thứ 3. Bác sĩ Nguyễn Văn Học, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, số người khám hô hấp tăng từ 30 đến 45 ca một ngày, trong đó 10 đến 20% mắc COVID-19, nhiều người tái nhiễm. Số F0 tái nhiễm COVID-19 tăng lên nhưng chưa có con số thống kê cụ thể. Trường hợp tái nhiễm sớm nhất là cách 1 tháng rưỡi sau khi khỏi COVID-19. Những người khác tái nhiễm sau 2 đến 3 tháng. Tái nhiễm xảy ra trên hầu hết nhóm tuổi, kể cả người đã tiêm vaccine mũi nhắc lại. Cũng là bệnh viện tuyến cuối điều trị F0 nặng,
Viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận số người đến khám COVID-19 tăng trở lại. Bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực cho biết, hơn 50% bệnh nhân đến khám là tái nhiễm COVID-19, triệu chứng tương tự với lần đầu. Còn nhóm F0 nặng và nguy kịch là người cao tuổi, nhiều bệnh nền hoặc người suy giảm miễn dịch. Những người này phải thở oxy, sử dụng thuốc kháng virus, thuốc COVID, thuốc ức chế trong nhiều tuần mới phục hồi. Còn bệnh viện người bệnh COVID thuộc Bệnh viện Đại học Y đang điều trị hàng loạt ca tái nhiễm bệnh nặng. Dự báo trong tuần tới, số ca nhập viện sẽ tiếp tục tăng lên. Bộ Y tế đánh giá dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia với sự xuất hiện của biến chủng mới, nhất là tại khu vực châu Âu với nhiều ca tái nhiễm. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trở lại. Lý giải số ca mắc mới tăng, trong đó nhiều người tái nhiễm, Phó giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, tình trạng này có thể liên quan tới biến chủng mới và do người dân thiếu cảnh giác với các biện pháp phòng chống. Theo ông Phu, các biến chủng mới như là BA.4, BA.5, BA.2.12.1 đều đã xâm nhập Việt Nam, dễ lây truyền và trốn tránh miễn dịch tốt hơn so với phiên bản trước đây của Omicron. Những người đã mắc COVID-19 trước đó, ngay cả với BA.1 hoặc BA.2, vẫn có nguy cơ nhiễm BA.4, BA.5. Hai biến chủng phụ BA.4 và BA.5 có khả năng thoát khỏi sự bảo vệ của hệ thống miễn dịch cao hơn các phiên bản trước đó của Omicron, ít nhất là 4 lần. Điều này khiến nhiều người từng mắc COVID-19 hoặc tiêm vaccine, kể cả liều tăng cường, vẫn có khả năng tái nhiễm. Nếu có triệu chứng đường hô hấp trên, cúm, cần đi khám để phát hiện, cách ly sớm, tách nguồn lây khỏi cộng đồng. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Người dân Hà Nội đổ xô đi tiêm vaccine khi COVID-19 nóng trở lại. Thưa quý vị, khi COVID-19 có dấu hiệu leo thang trở lại trên địa bàn thủ đô, số lượng người dân đăng ký tiêm mũi nhắc lại đã tăng vọt so với giai đoạn dịch hạ nhiệt trước đó. Ghi nhận thực tế tại điểm tiêm trường tiểu học Khương Đình, các đối tượng đến tiêm chủng chủ yếu là người cao tuổi. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bắc, trưởng trạm y tế phường Khương Đình, theo kế hoạch ban đầu trong đợt tiêm này sẽ có khoảng hơn 600 người. Tuy nhiên số lượng thực tế có thể cao hơn vì các tổ dân phố đã báo cáo tăng thêm đối tượng tiêm. Bác sĩ Bắc nhận định, số lượng người đăng ký tiêm nhắc lại đợt này cao gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần so với thời điểm cách đây gần 2 tháng, khi thành phố bắt đầu mở chiến dịch tiêm chủng mũi thứ tư. Với số lượng đối tượng tiêm rất đông, 3 bàn tiêm tại phòng tiêm chủng hoạt động tối đa công suất, gần như không có khoảng nghỉ. Hai loại vaccine được sử dụng trong đợt tiêm chủng này là của Moderna và Pfizer. Sau hơn 3 tiếng hoạt động tối đa công suất, tổ tiêm chủng tại điểm tiêm trường tiểu học Khương Đình đã tiêm vaccine cho hơn 700 người dân. Các đợt tiêm chủng sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, theo kế hoạch của thành phố, để đảm bảo miễn dịch cộng đồng, tránh dịch bùng phát. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!